Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream chia sẻ trên thị trường. Tài khoản này thì tôi vào từ ngày 20 tháng 1 năm 2023 là 4.200 đô trên thị trường. Và đến nay thì hôm nay tôi đã cho rút ra khoảng tầm 5.000 đô trên thị trường. Bản thân các bạn khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex cần phải nhìn nhận và đánh giá rõ về các giá trị thực tế này trên thị trường. Và đây, tài khoản đến bây giờ vẫn xấp xỉ khoảng gần 4.000 đô trên thị trường. Chúng ta cần phải hiểu rõ là gì nhỉ? Khi giao dịch ở trên thị trường, các cái điểm vào ra trên thị trường chúng ta cần phải hiểu rõ. Và bản thân chúng ta là những người tham gia giao dịch ở trên thị trường, chúng ta cần phải vận dụng được các giá trị này. Và chúng ta cần phải biết được thời điểm nào chúng ta cần phải thích nghi như thế nào và thời điểm nào chúng ta cần phải giao dịch. Và gì nhỉ? Những điểm chúng ta ra vào lệnh thì phải có lý do, chứ không phải tự nhiên mà nhà chúng ta thích là chúng ta vận dụng, chúng ta thích là chúng ta tăng giảm khối lượng. Đấy là điều hoàn toàn sai trái khi mà bản thân bất kỳ một nhà đầu tư nào tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex này. Cả một quá trình mà bản thân chính các bạn tham gia vào nào thì tham gia vào, các bạn cần phải có thời gian trải nghiệm, cần phải có thời gian để các bạn đánh giá và cần phải có thời gian để các bạn va vấp, dần dần các bạn mới có thể hoàn thiện được các giá trị thực tế này ở trên thị trường về đầu tư Forex. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân chính các bạn là những người tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex nên đi chậm lại để hiểu rõ và đi nhận thực tế kiểm chứng về những giá trị mà người đứng ra chia sẻ như là Á quân Forex thế giới hay thầy dạy Forex hay Ro Trader hay Trader triệu đô hoặc chủ kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex hay bất kỳ một ai đang chia sẻ với nhà đầu tư về mọi giá trị ở trên thị trường, từ kiến thức cho đến các giao dịch ở trên thị trường. Họ đều phải minh chứng, dẫn chứng rõ về các giá trị cụ thể trên thị trường để chúng ta kiểm chứng cho những giá trị đó, chứ không phải chúng ta lao vào với những bánh vẽ về lợi nhuận, với những giá trị mà chúng ta không kiểm chứng được thì xin lỗi nhà đầu tư, đó chỉ là sự trả giá rất đắt cho nhà đầu tư. Những kẻ không chứng minh được thực tế giao dịch của bản thân chúng chỉ là những thằng mồm mõm mà thôi. Giao dịch là phải giao dịch thực tế, dẫn chứng là phải dẫn chứng bằng lịch sử giao dịch, giống như bản thân tôi chia sẻ đến cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư, mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá rõ về những giá trị thực tế này ở trên thị trường. Và giao dịch thì chúng ta phải thấy rõ những lệnh đi ở trên thị trường, và đây là những giá trị mà nhà đầu tư phải yêu cầu người đứng ra chia sẻ trên thị trường. Họ phải giao dịch, họ phải chứng minh, họ phải cho chúng ta thấy rõ về những dẫn chứng cụ thể trên thị trường. Có như vậy chúng ta mới biết được rằng người đó có kinh nghiệm thật sự hay không ở trên cái thị trường về đầu tư Forex này. Bởi vì vấn đề ở trên thị trường này, thằng nào cũng có thể bắt tín hiệu, thằng nào cũng có thể đọc lệnh, thằng nào cũng có thể đưa lên giao dịch, thằng nào cũng có thể đưa chiến lược. Và gì nhỉ? Bất kỳ một kẻ nào dùng trading view cũng có thể chỉ về quá khứ nói như đúng rồi. Nhưng giao dịch thực tế vận dụng, áp dụng vào trong thị trường, đó mới là giá trị chúng ta kiểm chứng cho điều mà nhà đầu tư cần phải đánh giá về kỹ năng, về kinh nghiệm và những giao dịch thành công hay không ở trên thị trường về đầu tư. Đây là điều mà tôi chia sẻ để cộng đồng và mọi nhà đầu tư nhìn nhận và hiểu rõ về các giá trị này, và tôi gửi đến nhà đầu tư để nhà đầu tư có thể thấy rõ mọi phương pháp tôi vận dụng, áp dụng vào trong thực tế là cả một quá trình dài mà bản thân tôi phải nỗ lực dẫn chứng, chứng minh cụ thể trên thị trường cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư cùng theo dõi. Mời nhà đầu tư thêm xem lại một lần lịch sử giao dịch. Hôm nay ngày Vía Thần Tài tôi rút về 5.000 nha. Đó, giao dịch trong vòng chưa đến 10 ngày giao dịch nha. Từ tài khoản 4.200 đô đã rút ra 5.000 đô và tài khoản vẫn còn xấp xỉ khoảng gần 4.000 đô. Lợi nhuận hơn 100 triệu trên thị trường. Đó, năng lực có được hay không là ở kỹ năng của nhà đầu tư chứ không phải phụ thuộc vào số tiền. Đó, xin chào nhà đầu tư.